Chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách làm bài cũng như là giới hạn lại những cái kiến thức học của các em từ unit 9 cho đến unit 11 để tuần sau các em có thể làm bài kiểm tra giữa học kỳ 2 tốt hơn nhé. Phần đầu tiên, phần La Mã. Kỳ này sẽ là phần nghe và kỳ này các bạn sẽ nghe 4 câu 1 điểm ha. Và phần nghe này chúng ta sẽ nghe ngoài bài nhé các bạn. Các bạn sẽ nghe và điền từ vào chỗ trống, sẽ có 4 chỗ trống để các bạn điền từ vào nha. Rồi, phần số 2 sẽ là phần trắc nghiệm tổng hợp. Phần này các bạn sẽ làm 8 câu 2 điểm thì nó sẽ bao gồm những cái điểm ngữ pháp, những điểm giới từ, từ vựng, ngữ pháp, loại từ, có nghĩa là tổng hợp từ bài 9 cho đến bài 11 nhé các bạn. Phần số 3 là điền từ cho sẵn trong khung vào chỗ trống của đoạn văn. Phần này thì các bạn cũng làm khá là quen với những cái bài lần trước, là trong một đoạn văn mình sẽ có 6 cái chỗ trống để mình điền vào cái từ thích hợp. Thì lần này người ta sẽ cho bạn, ví dụ người ta sẽ cho bạn 8 từ, 9 từ thì bạn sẽ chọn ra 6 từ thích hợp để vào trong 6 cái chỗ trống này ha. Rồi, phần số 4 là phần chia dạng của từ. Phần này chia dạng của từ có nghĩa là chúng ta hay thường gọi là word form các bạn ha. Word form thì phần này mình đến 6 câu các bạn, 6 câu 1 điểm rưỡi ha. Thì các bạn sẽ phần này là các bạn sẽ được thầy cô gửi cho các bạn 15 từ giới hạn word form về các lớp. Thì các bạn nhớ tập trung coi cho kỹ cho cô 15 từ và giáo viên sẽ gửi đến các lớp cái giới hạn 15 từ này cho các bạn nhé. Về phần 5 La Mã là phần chia dạng của động từ. Phần này là phần chia động từ. Phần này có 2 câu 0,5 điểm. Thì phần này là phần ví dụ như mình đọc vào một cái câu, mình xem coi nó ở quá khứ thì mình chia thì quá khứ, mình thấy nó thì hiện hiện tại thì mình chia hiện tại, hoặc là ví dụ sau một từ đó nó là verb in hay là to verb hay là verb không thì mình chia đúng dạng của động từ cho cô nha. Rồi, thứ sáu là đọc đoạn văn rồi xác định câu đúng hay sai và chọn trắc nghiệm. Có nghĩa là câu này mình có 6 câu 1 điểm rưỡi thì mình sẽ có 4 câu chọn đúng sai true false. Và lưu ý dùm cho cô phần true false này, mình phải viết nguyên một chữ false hoặc nguyên một chữ true, không được viết tắt F hay là T nha các bạn. Nếu viết F hay là T là bạn sẽ bị trừ điểm, mất điểm câu đó. Nhớ là phải viết chọn một cái từ là false hoặc là true ha. Rồi, và sẽ có 2 câu trắc nghiệm kèm theo trong cái đoạn văn đó. Phần 7 La Mã là phần sắp xếp từ, cụm từ bằng câu hoàn chỉnh. Phần này mình chỉ có 2 câu, 0,5 điểm. Thì phần này tác giả sẽ cho các bạn những cái cụm từ và từ nó lộn xộn với nhau ha. Việc của các bạn là sắp xếp lại cho nó thành một cái câu hoàn chỉnh. Và lưu ý giùm cho cô là những cái từ nào mà nó viết hoa thì các bạn nên cân nhắc coi nó có phải được đặt đầu câu hay không ha. Rồi, phần số 8 là phần viết lại câu sao cho không đổi nghĩa của câu. Phần này mình có 3 câu và 3 câu của nó chiếm đến 1,5 điểm. Như vậy tương đương với lại một câu là 0,5 điểm nha các bạn. Thì phần này 3 câu thì cô cũng giới hạn 3 dạng viết câu cho các bạn. Và bắt đầu cô sẽ ôn lại và giới hạn cho các bạn 3 dạng câu này nhé. Rồi, như vậy cái dạng viết lại câu thì cô sẽ giới hạn lại. Mình sẽ có 2 câu ở dạng bị động, passive voice hay thể bị động. Mình sẽ có 2 câu, được chưa? Như vậy cái công thức chung của câu thể bị động passive voice là từ một câu chủ động subject cộng verb cộng object, mình sẽ chuyển sang câu bị động passive ha. Như vậy object ở câu active
là câu chủ động sẽ chuyển xuống làm subject của câu bị động. Sau đó động từ, ngay cái động từ verb á, màu xanh á, là mình sẽ chuyển nó về dạng be cộng với verb be hoặc là verb ed. À, và subject ở đây, à, cô ở đây cô dùng là subject ở câu chủ động sẽ chuyển xuống làm object của câu bị động. Và lưu ý là mình trước cái object này mình phải có chữ by. Và cô đóng ngoặc, mở ngoặc ở đây có nghĩa là tùy câu, có câu mình cần sử dụng lại cái object này. Còn tùy câu mình sẽ không dùng, mình bỏ luôn. Ha các bạn ha. Cho nên là mình cô ở đây cô đóng ngoặc, mở ngoặc có thể có hoặc là không có. Như vậy chút xíu cô sẽ ví dụ cho các bạn xem sau ha. Và thêm một cái ý chú nữa. À, cái động từ của cô ở đây là VED hoặc là V3 đó. Đó là cái cột past participle đó các bạn. Ha. Và một cái lưu ý nữa, be của cô ở đây á là nhớ chia cùng thì với động từ chính của động từ của câu chủ động. Như vậy câu chủ động của mình ở thì gì thì cái be của mình sẽ chia theo cái thì đó. À, các bạn lưu ý giùm cho cô phần này ha. Rồi ở đây cô sẽ có một cái ví dụ nhỏ. Như vậy ở đây mình sẽ đối với các bạn thì cô cũng giới hạn luôn là mình sẽ làm thể bị động của present là hiện tại và tương lai là future ha các bạn ha, cho các bạn dễ nắm. Rồi bây giờ cô sẽ có ví dụ. Ví dụ thứ nhất ha. Ví dụ nè, cô cho một câu chủ động nè. The interviewer will ask you a lot of questions. Cái người phỏng vấn á, ha, người ta sẽ hỏi bạn nhiều câu hỏi. Như vậy ở đây cô in đậm will ask, tức là sẽ dùng câu chủ động của mình sẽ dùng là dạng tương lai, đúng không các bạn? Như vậy câu bị động của mình cũng phải tương ứng với nó. Như vậy ở đây, khi mà object là chữ you được đưa ra đầu làm chủ từ là you. Được đưa ra đầu. Sau đó các bạn sẽ chia be cùng thì với động từ của câu chủ động là be. Như vậy will là phải thêm be, will be. Và khi đó động từ ask mình sẽ dùng thêm ed vào. Vì sao? Động từ ask là động từ có quy tắc cho nên mình chỉ cần thêm ed vào. Như vậy cô sẽ có câu you will be asked a lot of questions. Cô viết hết a lot of questions. Sau đó cô quay lại, cô sẽ dùng là by. By gì? By the interviewer. Subject ở câu chủ động, cô sẽ đem xuống làm object của câu bị động. Vì ở đây mình không thể nào bỏ cái object này được. Vì nếu bỏ thì cái nghĩa mình sẽ không có giống với cái nghĩa đầu, cái nghĩa ban đầu. Các bạn ha. Rồi, ví dụ thứ hai, cô có một câu. They take their children to the zoo today. Họ dẫn những đứa trẻ của họ đi sở thú ngày hôm nay. Như vậy ở đây cô tô cái màu đỏ ở chữ check là cái câu chủ động của mình dùng thì hiện tại. Thì khi dùng thì hiện tại thì mình cũng chia động từ của be á thì cùng thì với câu chủ động thì chia như thế nào đây nè. Như vậy cô sẽ đem their children object của câu chủ động, cô sẽ đem ra đầu làm subject của câu bị động. Sau đó tiếp tục ở đây là câu hiện tại. Như vậy cô bị động của hiện tại sẽ có công thức là am is cộng verb be hoặc verb ed. Như vậy ở đây children là số nhiều cho nên cô dùng are. Sau đó take là động từ bất quy tắc irregular verb cho nên cô phải chuyển nó về cột be, take, took, taken. Các bạn ha. Rồi cô viết tiếp to the zoo today. Tại sao ở đây cô không dùng by them? Cô không cần. Như vậy đối với những một số cái chủ từ là cô bỏ luôn by object. Và ở trên lớp cô cũng đã nói và cô cũng lưu ý, cô cũng có ghi liệt kê ra những chủ từ nào mà mình không cần by object thì các bạn sẽ coi lại cái phần đó giùm cô nhé. Rồi. Tiếp tục dạng câu tiếp theo đó là dạng ed hoặc là in participle, có nghĩa là past participle hoặc là present participle, là hiện tại phân từ
hoặc là quá khứ phân từ các bạn ha. ED là quá khứ, in là hiện tại, quá khứ phân từ hoặc là hiện tại phân từ. Như vậy dạng này là cô đã có một cái video clip khá là rõ ở cái bài Language Focus ở bài 11. Cô cũng có yêu cầu các bạn mở ra coi rồi đó ha, rất là kỹ, rất là rõ. Như vậy ở đây bây giờ cô sẽ cho ví dụ cho các bạn làm. Cô đã nói rồi, nếu là giải thích mang tính chủ động thì mình sẽ dùng là verb in, còn mang tính bị động thì mình sẽ dùng là verb ED ha các bạn ha. Rồi cô cho một câu: The boy is ba chấm cái, he's playing soccer in the yard. Như vậy ở đây câu đề của mình sẽ là hai câu. Như vậy cái công việc của mình sẽ là ghép lại, rút gọn lại hai câu thành một câu ha. Như vậy ở đây cô sẽ có một câu rút gọn như thế này: The boys, cô giữ lại, và ở đây đề người ta cũng ghi sẵn cho các bạn chữ the boy thôi ha, các bạn yên tâm. Rồi lúc này đây các bạn chỉ cần the boy, các bạn tự đặt câu hỏi cho mình: the boy nào? Cái the boy, cái người con trai mà đang chơi đá banh ở trong sân á. Như vậy ở đây mình sẽ lấy từ cái khúc verb in, như vậy là playing soccer in the yard, mình đặt kế bên the boy luôn để nó giải thích cho cái danh từ này. The boy nào? The boy đang chơi đá banh trong sân. Sau đó mình sẽ quay lên mình lấy động từ. The boy đang chơi trong sân là ba, is ba. Như vậy cô sẽ có một câu: The boy playing soccer in the yard is ba. Do you understand? Rất là dễ ha, nếu mà mình nắm chắc được cái cách làm. Rồi cô có một ví dụ thứ hai: These bicycles are very good. Chấm. They are made in Japan. Cũng là hai câu. Những cái chiếc xe đạp này rất là tốt. Chúng được làm từ Nhật ha. Chúng được làm ở Nhật. Như vậy ở đây cô sẽ có câu: These bicycle. Như vậy mình cũng đặt câu hỏi: These bicycle, những chiếc xe đạp nào? Những chiếc xe đạp được làm ở Nhật. Như vậy ở đây con thấy là nó được làm ở Nhật, như vậy nó mang nghĩa bị động ha. Như vậy mình sẽ dùng chữ made in Japan đứng kế bên danh từ đó để giải thích cho danh từ đó. Sau đó mình sẽ quay lên mình lấy động từ are very good nói vào. Như vậy cô sẽ có câu: These bicycles made in Japan are very good. Rất là dễ ha. Như vậy lưu ý giùm cô một điều thôi, đó là giải thích cho danh từ mang tính chủ động mình sẽ dùng verb in, mang tính bị động mình sẽ dùng verb ba hoặc là verb ed. Lưu ý giùm cho cô, mình đứng sát vào luôn để mình giải thích cho danh từ đó, danh từ đứng trước đó, right? Rồi đó là thêm một câu nữa, một dạng nữa ha, là được ba câu: hai câu bị động, một câu present participle hoặc là past participle, là ba câu rồi. Bây giờ còn câu cuối là dạng request, nhớ không nào? Dạng request này là dạng yêu cầu với cái gì nè. Rồi cô ghi lại công thức: thứ nhất là do you mind hoặc là would you mind cộng verb in. Thứ hai là would you mind if I cộng verb ed hoặc là verb hai, hoặc là do you mind if I cộng verb không. Như vậy cô tách ra câu đầu tiên: would you mind, do you mind cộng verb in nó có nghĩa là gì, khi nào thì mình dùng nó, khi nào con, khi yêu cầu ai đó, có phiền làm cái việc gì đó giúp mình không, yêu cầu ai có phiền làm việc gì đó giúp mình không nha. Còn hai câu bên dưới nó là mang nghĩa khác. Hai câu này thì nó lại có nghĩa là xin phép mình được làm một cái việc gì đó được hay không, được chưa ha. Đó, nó hoàn toàn khác nhau. Một câu là yêu cầu ai làm việc gì đó cho mình dùng verb in, còn dạng thứ hai là dạng xin phép mình được làm việc gì đó, được chưa. Rồi với dạng này thì cái dạng bài tập nó là dạng như thế nào đấy? Cô cũng đã giải thích trên lớp rồi. Nếu mình đọc lên một cái câu, mình thấy là câu này mang nghĩa là yêu cầu ai đó làm, thì mình sẽ chuyển về công thức would you mind, do you mind cộng verb in. Còn nếu mình đọc lên câu đó, mình thấy nó
mang cái nghĩa là mình muốn làm cái gì đó giúp cho ai, hoặc là mình xin phép làm cái gì đó, thì mình sẽ chuyển qua dạng would you mind if I. Nếu would you mind if I thì cộng verb ed hoặc là verb I. Còn nếu do you mind if I thì mình chỉ cần cộng verb nguyên mẫu thôi. Rồi, cô sẽ cho ví dụ các bạn. Rồi, ví dụ nè. Ví dụ thứ nhất, will you pick me up at my house? Như vậy khi đọc lên thì các bạn thấy bạn sẽ đón tôi ở nhà được không? Như vậy ai? Mình nhờ người ta đón đúng không? Như vậy mình nhờ người ta đón thì mình sẽ dùng công thức nào? À, do you mind, would you mind cộng verb in. À, như vậy việc đơn giản mình chỉ cần chuyển cái chữ pick thành picking là xong. Còn bao nhiêu các bạn viết lại? Ha. Do you mind picking me at do you mind picking me up at my house? Right? À, rẻ thứ hai nè. Ví dụ nè, may I sit down? À, tôi có thể ngồi không? Như vậy ai làm? Mình xin phép đúng không? Mình xin phép mình làm. Như vậy ở đây tác giả sẽ cho mình, nếu tác giả cho mình là do you mind thì mình sẽ thêm chữ if I và mình đem động từ sit down xuống là xong. Do you mind if I sit down? Còn nếu tác giả cho mình would you mind thì mình sẽ thêm if I, nhưng mình phải làm một động tác chuyển chữ sit thành chữ sat ha. Would you mind if I sat down? Right? Do you understand? Rồi, như vậy các bạn hãy cố gắng. À, nếu ai đã nắm rồi thì rất là tốt. À, còn ai mà chưa nắm cách làm, cách chuyển câu của những cái câu viết lại câu này thì các bạn hãy mở video xem đi xem lại lời của cô giảng nhé. Rồi, chúc các bạn làm bài thật tốt trong kỳ thi giữa kỳ này nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn.